Cũng trong ngày 22 tháng 7, Hội đồng Nhân dân xã Tân Thịnh đã tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã nhằm thảo luận, đánh giá và thông qua một số nội dung quan trọng. Kỳ họp đã thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân về hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân xã, báo cáo hoạt động của hai ban Hội đồng Nhân dân xã cùng các dự thảo báo cáo tờ trình quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã trình một số dự thảo báo cáo quan trọng, trong đó có dự thảo và tờ trình đề nghị thông qua dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2022-2025. Theo đó, dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới của xã Tân Thịnh với quyết tâm đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2023 bằng nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho năm 2022 và năm 2023. Cụ thể, năm 2022 sẽ hoàn thành 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm giao thông, nhà ở dân cư, cơ sở hạ tầng thương mại. Năm 2023 sẽ hoàn thành 6 tiêu chí còn lại gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Từ năm 2024 trở đi sẽ tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.